Lực lượng Nga áp sát Kiev, một nửa cư dân đã di tản. Nga cấm xuất khẩu hơn 200 sản phẩm để trả đũa phương Tây. Nga miễn giảm 20% thuế VAT khi mua vàng, cho phép mở tài khoản bằng nhân dân tệ. Ông Putin nói Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt. Ukraine báo cáo thiệt hại 100 tỷ đô la sau hơn 2 tuần chiến tranh. Ukraine tung video bắn pháo chính xác vào đoàn xe quân sự Nga gần Kiev. Đài Loan xác nhận máy bay tuần tra Y-8 của Trung Quốc gặp nạn tại Biển Đông. Trung Quốc gặp khó khi đóng tàu ngầm cho Thái Lan. Điểm tin trong nước, Bạc Liêu, phò bí thư thị xã xây nhà sai phép không phép. Dự kiến giảm 2.000 đồng thuế môi trường với xăng từ tháng 4. Viện Kiểm sát Nhân dân Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho người bị giam oan từ 41 năm trước. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của mục điểm tin sáng ngày 11 tháng 3 của DKN TV. Mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Ukraine. Lực lượng Nga áp sát Kiev, một nửa cư dân đã dị tản. Kính thưa quý vị, nhóm phóng viên AFP hôm ngày 10 tháng 3 cho biết đã nhìn thấy nhiều xe thiết giáp Nga triển khai ở dưới đông bắc thủ đô Kiev của Ukraina. Nhiều cột khói bốc lên từ làng Skybin, chỉ cách cột mốc đánh dấu địa giới Kiev vài trăm mét. Các binh sĩ Ukraina cũng mô tả về những trận giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát tuyến cao tốc vào thủ đô. Đang có hoạt động tác chiến ở Skybin, một quân nhân Ukraina cho biết thêm rằng một đoàn xe thiết giáp Nga đã bị tập kích, khiến nhiều phương tiện bị phá hủy. Nhóm phóng viên cũng chứng kiến một cuộc tấn công bằng pháo phản lực nhằm vào Velika Daimerka, ngôi làng cách danh giới Kiev khoảng 5 km. Ít nhất 6 quả đạn pháo đã rơi xuống và phá hủy nhiều ngôi nhà bỏ trống, đồng thời cũng làm hư hại ô tô của họ. Thị trưởng Kiev Vitaly Kalichko cho biết, một nửa dân số thủ đô đã rời đi kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraina ngày 24 tháng 2. Ông nói, chỉ còn chưa đầy 2 triệu người ở lại, nhưng Kiev đã trở thành pháo đài, mọi con đường, tuyến phố và điểm giao cắt đã được củng cố. Lực lượng Nga đang dần bao vây thủ đô của Ukraina những tuyến đường về phía Đông Bắc vẫn rộng mở trong tuần đầu giao tranh. Nhưng điều này đã thay đổi khi Nga mở chiến dịch không kích thành phố Chernihiv, cách thủ đô của Ukraine khoảng 125 km hồi tuần trước. Các đơn vị Nga đã tiếp cận Kiev từ ba hướng, chỉ còn đề ngỏ những tuyến đường phía Nam cho hoạt động tiếp tế và di tản. Khi chiến dịch quân sự bước sang ngày thứ 14, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkiv ở đông bắc Ukraine và tìm cách tạo thế gọng kìm đối với thủ đô Kyiv. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã đánh giá đà tiến công của lực lượng Nga đang chậm lại đáng kể. Dù vậy, giới chuyên gia quân sự cảnh báo quân đội Nga có thể đã khắc phục được điểm yếu về hậu cần để chuẩn bị cho đợt tấn công lớn vào Kyiv. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6 tháng 3 cho biết, chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Trong một diễn biến khác, Nga cấm xuất khẩu hơn 200 sản phẩm để trả đũa phương Tây. Ngày 10 tháng 3, Nga thông báo cấm xuất khẩu hơn 200 sản phẩm và thiết bị nước ngoài đến cuối năm 2022 nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đây được coi là một phần phản ứng của Moscow trước những biện pháp trừng phạt từ các nước phương Tây sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua. Theo chỉ thị do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký ban hành, danh sách cấm bao gồm các thiết bị công nghệ, liên lạc và y tế, các phương tiện, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện. Tổng cộng hơn 200 mặt hàng đã được đưa vào danh sách tạm ngừng xuất khẩu, bao gồm cả toa xe lửa, container, tua bin và các mặt hàng hóa khác. Chỉ thị nêu rõ đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm sự ổn định trên thị trường Nga. Biện pháp sẽ có ngoại lệ với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu và vùng Nam Ossetia và Abkhazia. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng cấm xuất khẩu một số loại gỗ tới các nước có hành động không thân thiện với Moscow. Danh sách bao gồm 48 quốc gia, trong đó có cả các nước thuộc Liên minh châu Âu và Mỹ khoảng 20% diện tích rừng trên thế giới nằm ở Nga. Đây được coi là nguồn tài nguyên có thể khai thác để giúp cho Nga giảm phụ thuộc kinh tế vào các mặt hàng dầu mỏ và khí đốt. Trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga, Moscow đã đưa ra một số quyết định bao gồm các biện pháp đáp trả trong lĩnh vực kinh tế cũng như cả các biện pháp tạm thời để duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, tăng cường hỗ trợ các công ty đang bị trừng phạt để giúp duy trì việc làm và tiền lương. Ngày 9 tháng 3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Moscow đã lường trước và đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những biện pháp trừng phạt của phương Tây. Chính phủ Nga khẳng định có đủ nguồn lực để bảo đảm hệ thống tài chính ổn định trong bối cảnh hứng chịu các lệnh trừng phạt và các mối đe dọa từ bên ngoài. Ở một diễn biến khác, Nga miễn giảm 20% thuế VAT khi mua vàng, cho phép mở tài khoản bằng nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã ký một đạo luật miễn thuế giá trị gia tăng 20% cho các cá nhân khi mua vàng. Trong diễn biến liên quan, một ngân hàng Nga đã cho người dân mở tài khoản tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo đài RT của Nga, biện pháp miễn thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ cho người Nga đang tìm cách đầu tư đồng rúp của họ, vốn đang bị giảm sâu giá trị do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Moscow đã áp đặt các hạn chế đối với việc mua một số ngoại tệ, bao gồm đồng đô la Mỹ và đồng euro. Đây là nhóm ngoại tệ phổ biến để người Nga bảo vệ khoản tiết kiệm của họ trong quá khứ. Nội dung miễn thuế giá trị gia tăng này đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý của nhà nước Nga. Các sửa đổi tương ứng cũng đã được thực hiện đối với bộ luật thuế của nước Nga. Luật mới có hiệu lực trở về trước và áp dụng cho các giao dịch mua vàng được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 3. Trước đây khi mua vàng, người Nga phải trả thuế giá trị gia tăng là 20%. Khi bán lại vàng cho ngân hàng, số thuế giá trị gia tăng đã nộp không được trả lại. Trong một diễn biến tương tự, ông Putin nói Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 3 đã nói rằng Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt, bao gồm cả qua Ukraine. Chúng ta tôn trọng tất cả nghĩa vụ của mình về nguồn cung cấp năng lượng. Ông Putin nói trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình về hậu quả của lệnh trừng phạt. Ông nói thêm, ngay cả hệ thống vận chuyển khí đốt qua Ukraine cũng hoạt động 100% theo các hợp đồng, theo tin từ AFP. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là bất hợp pháp và chính phủ phương Tây đang lừa dối chính người dân của họ. Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ bình tĩnh giải quyết các vấn đề. Đồng thời, ông Putin cảnh báo các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể khiến giá thực phẩm toàn cầu tăng vọt. Chuyển sang một diễn biến khác. Báo cáo Ukraine thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ sau hơn 2 tuần chiến tranh. Kính thưa quý vị, trong một báo cáo, sau hơn 2 tuần, chiến dịch của Nga đã gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ đối với đường xá, cầu giao thông và hoạt động kinh doanh tại Ukraine. Quan chức chính quyền Kiev cho biết ngày 10 tháng 3, theo đó, ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế trưởng của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã phát biểu trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson vào ngày 10 tháng 3. Hiện tại, khoảng 50% doanh nghiệp của chúng tôi không hoạt động, trong khi những doanh nghiệp vẫn đang hoạt động không đạt mức 100%. Tình hình tăng trưởng kinh tế sẽ rất tồi tệ, ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt ngay lập tức. Vị quan chức Ukraine lặp lại lời kêu gọi đối với các chính phủ châu Âu và nhiều quốc gia khác cắt đứt nguồn tiền của Moscow bằng cách tẩy chay dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Ông Ustenko nói rằng người châu Âu vẫn đang trả tiền cho Nga. Trong khi các nước châu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng của Nga để sưởi ấm, tôi có thể chắc chắn với quý vị rằng ở dưới những hầm ngầm mà người dân Ukraine đang tá túc, sự lạnh giá còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ông Ustenko nhấn mạnh, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine đã ca ngợi Mỹ ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ trợ giúp tạo ra quỹ phục hồi cho Ukraine. Kiev cũng được cho là có thể trưng dụng gần 300 tỷ đô la từ nguồn quỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như những khoản tiền tịch thu từ tỷ phú Nga trong danh sách đen trừng phạt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 19 tháng 3 đã phê duyệt khoản viện trợ giải ngân nhanh trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngân hàng Thế giới VKB trong tuần này cũng đã chuyển gần 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong khuôn khổ gói tài trợ dự kiến lên tới 3 tỷ đô la. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ hôm 19 tháng 3 cũng đã phê duyệt khoản viện trợ 14 tỷ đô la cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Ustenko vẫn khẳng định, thứ cần nhất lúc này là vũ khí và đạn dược. Quay trở lại với cuộc chiến, Ukraina tung video bắn pháo chính xác vào đoàn xe quân sự Nga gần Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraina ngày 10 tháng 3 đã đăng trên Twitter một đoạn video mà họ mô tả là quân đội nước này đã nhắm pháo chính xác vào một đoàn xe quân sự của Nga ở khu vực gần Kiev. Đoạn video được cho là quay từ xa bởi một máy bay không người lái UAV. Nó cũng cho thấy ít nhất 8 đợt phóng hỏa lực vào các phương tiện trên một con đường nông thôn mà phía Ukraina mô tả là bên ngoài thị trấn Borodianka. Trên đoạn video có ghi lại thời điểm xảy ra vụ tấn công là vào ngày 8 tháng 3. Các mục tiêu trong đoạn video đã nổ tung hoặc bị bốc cháy sau khi bị trúng phải hỏa lực. Chỉ huy lục quân Ukraina Valery Jaluzny đã đánh giá cao cách thức thực hiện vụ tấn công nhằm vào các xe quân sự của Nga. Borodianka, nơi nằm cách trung tâm Kiev khoảng hơn 70 km, đã trở thành khu vực diễn ra chiến sự căng thẳng trong những ngày vừa qua. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý về tình hình Đài Loan và Trung Quốc. Đài Loan nói máy bay quân sự Trung Quốc rơi ở Biển Đông. Thưa quý vị, Taiwan News đưa tin một máy bay quân sự Y-8 của Trung Quốc đã bị rơi ở Biển Đông vào đầu tháng 3. Người đứng đầu Cục An ninh Đài Loan, ông Trần Minh Thông, ngày 9 tháng 3, đã xác nhận thông tin nói trên. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc vì liên quan đến nguồn tin tình báo của họ. Theo lời của ông Trần, mục đích của phía Bắc Kinh là để tận dụng tình hình thế giới đang tập trung vào xung đột Nga-Ukraine và giảm sự chú ý đến Biển Đông, đồng thời kiểm tra phản ứng của Mỹ và các bên tranh chấp khác tại Biển Đông. Ngoài ra, Cục An ninh Đài Loan cũng đã cảnh báo Trung Quốc tiếp tục sử dụng luật hải cảnh làm cơ sở để lực lượng hải cảnh của nước này hoạt động ở quần đảo Đông Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tìm cách mở rộng phạm vi kiểm soát thực chất đối với các vùng biển tranh chấp. Phía Trung Quốc chưa thông báo về bất kỳ vụ rơi máy bay quân sự nào trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin nói trên. Tiếp tục liên quan đến Trung Quốc Trung Quốc gặp khó khi đóng tàu ngầm cho Thái Lan. Kính thưa quý vị, Yatthupong Charasatien, nghị sĩ Đảng Phiêu Thai ở Thái Lan, cuối tháng trước cho biết, nhà máy đóng tàu Trung Quốc đang gặp khó khăn trong nỗ lực mua động cơ diagen từ hãng MTU của Đức, gây nguy cơ chậm trễ bàn giao tàu ngầm lớp S26T có trị giá 408 triệu đô la Mỹ cho Thái Lan. Ông nói, tại sao Thái Lan không ký thỏa thuận với quốc gia có thể tự sản xuất động cơ tàu ngầm? Tại sao Hải quân Thái Lan vẫn theo đuổi kế hoạch mua thêm hai tàu ngầm, trong khi chiếc đầu tiên vẫn chưa có động cơ? Tôi cho rằng hợp đồng này không minh bạch. Nghị sĩ Yudh Thapong cũng đã cảnh báo khả năng tàu ngầm S-26T Thái Lan sẽ phải sử dụng động cơ của Trung Quốc, thay vì sản phẩm của Đức như thỏa thuận ban đầu. Tùy viên quốc phòng Đức tại Thái Lan Philip Dawes nhấn mạnh: "Berlin từ chối xuất khẩu động cơ MTU vì nó sẽ được sử dụng trong sản phẩm quân sự của Bắc Kinh". Ông khẳng định Trung Quốc không liên lạc hay tham vấn Đức trước khi ký hợp đồng với Thái Lan, trong đó có điều khoản lắp đặt động cơ MTU của Đức. Nghị sĩ Yuthapong là thành viên ủy ban giám sát ngân sách Hải quân trong năm tài chính 2021-2022 ông thuộc nhóm nghị sĩ thiểu số, từng phản đối kế hoạch chi ngân sách để mua thêm hai tàu ngầm S-26T hồi năm 2020. Chính phủ Thái Lan năm 2016 đã chấp thuận kế hoạch chi 36 tỷ bạt, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 11 năm để mua 3 tàu ngầm S-26T của Trung Quốc. Hợp đồng được Bangkok và Bắc Kinh ký kết vào đầu tháng 5 năm 2017, sau khi chính phủ Thái Lan phê duyệt ngân sách 440 triệu đô la Mỹ cho chiếc đầu tiên. Tàu ngầm đã được khởi đóng vào tháng 9 năm 2018 và dự kiến bàn giao cho Hải quân Thái Lan trong năm 2024. Đến đầu tháng 8 năm 2020, một tiểu ban của Quốc hội Thái Lan đã phê duyệt đơn đặt hàng thêm hai tàu ngầm của Trung Quốc với giá trị là 22,5 tỷ bạt, tương đương với 724 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối của người dân Thái Lan. Trong bối cảnh, Thái Lan khi đó chật vật đối phó với suy thoái kinh tế vì dịch bệnh COVID-19 người dân Thái Lan đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội về thỏa thuận mua tàu ngầm của Trung Quốc, trong khi hashtag người dân không muốn tàu ngầm trở thành một từ khóa phổ biến trên mạng xã hội Twitter. Hải quân Thái Lan gần đây đã chỉ hoãn đề xuất chi ngân sách cho hai tàu ngầm tiếp theo với lý do tình trạng kinh tế Thái Lan. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Bạc Liêu, Phó Bí thư thị xã xây nhà sai phép không phép. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa giao ngành chức năng của tỉnh này phối hợp xử lý vụ việc Phó Bí thư thường trực thị xã Giá Rai xây dựng công trình nhà sai phép và không phép. Theo đó, chiều qua ngày 10 tháng 3, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vụ việc ông Nguyễn Nam Quân, Phó Bí thư thường trực thị xã Giá Rai xây nhà sai phép. Cụ thể, vào tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Nam Quân đã được cấp phép xây dựng nhà ở tại khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai. Sau khi công trình hình thành, qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy có 4 hạng mục không có giấy phép xây dựng. Có 2 hạng mục sai với giấy phép, chủ yếu là lỗi dư chiều cao từ 0,2 đến 0,8 m Ngoài ra, cũng theo báo cáo, diện tích đất ở là 300m2, nhưng thực tế ông Quân đã xây dựng hơn 470m2, trong đó có khoảng 170m2 xây dựng không chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở liên quan đến công trình này vừa qua thị xã giá rai đã giao cho cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý đơn vị thi công nhà của ông quân sử dụng đất làm cổng thoát nước không đúng quy định sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra rà soát đối chiếu với quy định để hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai xử lý công trình xây dựng nhà ở của ông Nguyễn Nam Quân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục một diễn biến đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Dự kiến giảm 2.000 đồng thuế môi trường với mỗi lít xăng từ tháng 4. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự án nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng, dầu mỡ nhờn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ này đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, tức là giảm 2.000 đồng mỗi lít, mức giảm với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng mỗi lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa là 700 đồng mỗi lít. Theo đó, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng, bao gồm thuế VAT và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng. Mức giảm này là gấp đôi so với phương án được Bộ Tài chính từng đưa ra trước đó và cũng tương tự với đề xuất mới đây của Bộ Công Thương. Dự án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm nay. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho người bị giam oan từ 41 năm trước. Kính thưa quý vị, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên buộc viện kiểm sát nhân dân của tỉnh này phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho gia đình của ông Huỳnh Chiếm Phái, người đã bị mang tội giết người oan 41 năm trước, trong khi gia đình yêu cầu bồi thường hơn 4,4 tỷ đồng. Theo đó, ngày 10 tháng 3, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử sơ thẩm Vụ kiện yêu cầu bồi thường trách nhiệm nhà nước giữa nguyên đơn là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, con ruột của ông Huỳnh Chiếm Phái, ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, người bị mang tội giết người oan 41 năm trước, và bị đơn chính là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Theo hồ sơ vụ việc, tối ngày 18 tháng 10 năm 1981, ông PN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Giang, nay là phường Ninh Giang, đã bị bắn chết khi đang trên đường về nhà sau buổi họp tại nhà của ông Huỳnh Chiếm Phái ngày 19 tháng 10 năm 1981, Công an tỉnh Phú Khánh, cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa, đã bắt tạm giam ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần B, sinh năm 1957, về tội giết người. Trong quá trình bị giam, ông Phái bị bệnh nặng. Nên ngày 2 tháng 2 năm 1983, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh Cũ đã ra lệnh tạm tha vì lý do xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe suốt kém nên không cần phải giam giữ tiếp. Còn ông B bị tạm giam gần 3 năm từ ngày 19 tháng 10 năm 1981 đến ngày 25 tháng 9 năm 1984. Ngày 25 tháng 9 năm 1984, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Khánh đã có quyết định đình chỉ điều tra về tội giết người đối với ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần B do chưa đủ cơ sở bằng chứng để kết luận phạm tội. Sau đó ông Phái liên tục kêu oan Mãi đến tháng 12 năm 2009, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới giao cho gia đình ông Phái bản sao quyết định đình chỉ điều tra do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh ban hành ngày 25 tháng 9 năm 1984. Quyết định này nêu rõ, xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội huỳnh chiếm phái phạm tội giết người. Khi còn sống, ông Phái cũng ủy quyền cho con trai ruột là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, đại diện mình để khiếu nại và khởi kiện ông Hoạnh đã khởi kiện ra tòa nhân dân thị xã Ninh Hòa yêu cầu Viện Kiểm sát tỉnh bồi thường, nhưng tòa cho rằng để Viện Kiểm sát giải quyết hành chính. Trong 2 năm 2011-2012, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có văn bản yêu cầu Viện Kiểm sát tỉnh này tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông Phái, nhưng Viện Kiểm sát tỉnh này đã không thực hiện. Tòa Nhân dân thị xã Ninh Hòa thụ lý vụ kiện đòi bồi thường oan của ông Phái, nhưng rồi lại đình chỉ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn cho rằng đã hết thời hiệu giải quyết nên đã không xin lỗi bồi thường. Sau đó, cục bồi thường nhà nước thuộc Bộ Tư pháp và một số cơ quan trung ương đã có nhiều công văn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Phái. Mãi đến tháng 8 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới cải chính xin lỗi công khai ông Phái. Thời điểm này, ông phái đã qua đời gần 4 năm. Sau đó, ông Hoạnh, con trai của ông phái, có đơn yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tuy nhiên do hai bên thương lượng không thành, nên ông Hoạnh đã khởi kiện ra tòa. Trong đơn khởi kiện, ông Hoạnh đã yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho cha của ông số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã không đồng ý đối với thời gian mà gia đình của ông Hoạnh đưa ra, cũng như các thiệt hại về sức khỏe và vật chất. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tính toán thiệt hại theo quy định, chỉ đồng ý bồi thường số tiền là 474 triệu đồng. Sau khi tiến hành nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu của ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, bao gồm thiệt hại tinh thần mà nguyên đơn yêu cầu và các chi phí khác mà các bên đã thống nhất thỏa thuận bồi thường trước đó, với tổng số tiền mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường là hơn 1,6 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án nói trên, tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã bồi thường gần 512 triệu đồng cho ông Trần B. Kính thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 11 tháng 3 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.